Mắm tôm, trứng thịt, ruốc tôm, chả mực. Đây, chả mực ngon chưa này? Cá. Ở đây là chợ mực ngon đấy bác nhỉ? Em quay tí để quảng cáo sản phẩm chị nhá. Vâng. Loại to này là bao tiền một cân chị? 900. 900. Đây là loại đắt nhất nhỉ? Cái đắt nhất là 1 triệu. À, đắt nhất là 1 triệu. Vâng, vâng. Loại này là 750. 750 cân. Cá này là phải mắm bao tiền cân chị? Cái đấy 100 nghìn. Mực rim. Phải rim. Phải không cần rim luôn. Cá chỉ vàng. Ngon lắm. Tôm. Ngon quá. Trong chợ là toàn hải sản đấy. Mực ngon quá cô ạ. Đi một loạt các cái mặt hàng đồ khô. Khách đến những là tâm lộc. Vâng. Đây mực một nắng rồi bà nhỉ? Vâng ạ. Quay quảng cáo mơ mực khô. Cái này này bao tiền một cân hả cô? Một cân thì 300 ngàn. Vâng. Mực một nắng. Đâu, quảng cáo nhảy. Quảng cáo. Mà mai kia bán hàng sẽ đắt hơn rất nhiều.
Mắm đặc nhỉ? Mắm đặc. Cái loại này thì chính thức là bao nhiêu tiền một chai 1 lít này? Chứng tỏ là mắm rất ngon, đặc. Anh ở nước cốt của nó. Nước đen đặc. Không có chịu. Anh thích cái món này. Đây lấy xong qua vào đây mà. Em bổ cho đi nấu súp để làm hết mà. Chút mua đi từ bác bỏ. Rồi chút. Em làm cho xong rồi. Em làm cho xong rồi. Một đĩa này là 200 nghìn. Em bổ cho anh tí nữa chị quay ra bỏ ai nữa mà. Cua biển. Cua của cô to nhỉ. Cái càng này to như cổ tay người ấy. Không ạ. Hầu tươi, hầu tươi. Đây là con gì đấy? Con gì Tù Hải hả chị? Đây là con gì đấy? Hỏi hỏi báo xanh à? Con gì? Con ngâu. Em có 10.000 đồng. Bạn đã là bao nhiêu? Cái này là bao nhiêu tiền một cân à? Chị chưa nhập. Loại này là bao nhiêu tiền một cân? Cái này có 6.000 thôi. À, ôi, 7, 7, giảm không? Giảm được 4.000 đồng. Ngắm chợ hải sản, chợ Cát Bà. Vâng. Đây cô giới thiệu cho xem, có nhu cầu thì mua mà không có nhu cầu thôi nhá. Vâng ạ. Miền Trung này có quần này. Hai con sao đại dương. Vâng. Một con sao hoàng đế. Vâng. Sao gạo màu trắng, ba hải sâm đỏ, hai hải sâm vàng, hai hải sâm đen. Vâng. Có chân gỗ biển, hai củ tắc cái đá, một gói xà vàng. Tất cả bộ này 200.000. Nếu cháu mua là cô mổ. Xong rồi cô mổ, đây nha, đây là giới thiệu thôi. Nếu trong cô mổ, trong cô đông giới thiệu là 200.
ta mời. Vâng. Ủng hộ bác một nọ đi. Tí cháu sẽ quay lại. Bác bảo, ra đây bác bảo này. Ra đây bác bắt cho con sống bác nhìn thấy. Quần này. Đấy, tuyệt vời chưa? Úi dồi, nước nó bắn à. Hai cái thứ này là ở trên đồi này. Còn tất cả đây là dưới đáy biển. Về đó rượu đi là rượu của cháu. Bác dụng đấy. Mua bác một nọ bác nằm ngon cho. Chị cả đau xương khớp cả. Dành cho nam giới một đời khỏe là hai người vui. Đấy, con bác lại thêm một củ này nữa nhớ cho bác. Bác mời. Thơm chưa? Củ gì mà thơm thế? Cái củ đi qua hàng cả tuần thơm phức. Đây bác giới thiệu lại nhé. Đây là thuốc bắc, thuốc bắc. Đúng rồi. Hai con sao đại dương, một con sao hoàng đế, sao gạo màu trắng, ba hải sâm đỏ, hai hải sâm vàng, hai hải sâm đen, con chân đuối biển, hai củ tắc cái đá, một quái xà vàng, một củ sâm đất. Tất cả bộ này 200. Xong rồi bác ngồi bác mỏ, bác ngâm rượu vào nội cho. Bác mời cháu lên đây, ủng hộ bác đi. Ôi từ. Ơ ghi ạ biển. Về về. Mua đi cháu xong chưa? Quay quảng cáo hàng hóa. Chú mua về mà ăn rồi còn quảng cáo sao? Đây là ghi ạ càng xanh này, ghi ạ càng xanh. Còn đây là ghi ạ đỏ. Nhà càng xanh nhiều nhiều bát ngàn. Cua biển này một con là gần một cân. Không ạ. Cái này có 200. Đây là mực tươi. Hoàn thành cái rào chương trình, chúng ta đang có chứng.